Địa điểm lần này mình đến thì nó là Mỏ Mạ, Hữu Lũng, Lạng Sơn mọi người ạ. Rồi đến đây thì chúng ta sẽ đi thẳng vào là tới. Nói chung là cảnh hai bên thì cũng khá là đẹp. Diều kìa, ủa thích nhờ. Giờ thả quay đây, cái đấy đi. Ủa trâu này. Ủa trâu rồi, hay à. Ở đây thì có một con suối luôn. Suối nước đây xanh thật đấy. Nó màu kiểu chắc là nó chảy từ trong mỏ quặng ra ấy. Nó xanh như kiểu suối Cao Bằng ấy. Ê, cuối cùng thì cũng đã đủ bộ ba pháp thuật. Hello, xin chào các bạn. Từ hôm đi xuyên Việt về đến giờ là cách đây khoảng tầm 2 tháng mọi người ạ. Thì hôm nay nhà mình mới có chuyến đi cắm trại. Nhà mình thì đang trên đường đi Lạng Sơn và tình hình gia đình mình đang rất là bất ổn mọi người ạ. Đây, mọi người có thể thấy là thằng này là thằng cu nhà mình không chịu đi mọi người ạ. Nó khóc từ nãy giờ 45 phút rồi mọi người ạ. Nó cứ thích ở nhà chơi game xem điện thoại rồi. Bây giờ nhà mình sẽ trên đường thẳng tiến đến Lạng Sơn. Thì mời tất cả các anh chị em cùng xem là cái địa điểm nhà mình tới thì sẽ là ở đâu nhá. Đi thôi, let's go. Ôi, đường đẹp thật sự mọi người ạ. Siêu đẹp. Nó lan ra ngủ hết rồi. Trời Hà Nội đang mùa thu nên là trời là cứ oi oi mát mát ấy, dễ ngủ, buồn ngủ lắm. Mình đi xe thích ngủ gật mấy lần. Còn 29 phút nữa mọi người. Đến rồi. Chúng mình không về thú vị. Trời đẹp quá. Buồn ngủ thật. Giờ nó là 3:20 chiều mọi người ạ. Mình dự ở đến đấy khoảng tầm 4 giờ 4 rưỡi. Ở gần đấy thì có một cái suối cho con lội suối, xong rồi tối cắm trại ngủ qua đêm, rồi sáng mai về mọi người. Sắp đến rồi các bạn ơi. Rồi chúng ta sẽ rẽ vào đây. Còn 6,8 cây thì hết 13 phút nữa mọi người. Địa điểm lần này mình đến thì nó là Mỏ Mạ, Hữu Lũng, Lạng Sơn mọi người. Trước là mình có một cái vlog mà đi Đồng Lâm với mọi người, Hữu Lũng ấy. Đi cách đây phải hơn năm rồi. Cái Mỏ Mạ này thì nó cũng trên đường đấy, nhưng mà nó sẽ gần hơn. Đến giờ mình đi chắc được tầm 1 tiếng rưỡi là tới mọi người. Đi từ Mỏ Long Biên đến đây mất 1 tiếng rưỡi. Đường đẹp, chưa thấy đường xấu gì cả. Ở đây thì nó rất nhiều cái xe mà người ta khai thác đá mọi người. Và đi vào đây Hữu Lũng này thì còn có đặc sản là nam. Người dân ở đây trồng rất là nhiều na mọi người. Họ trồng cây na ở trên núi luôn. Được không? Đấy. Đây, cây na hết đấy. Đây, trên núi đây. Đây là bán đấy mọi người. Đấy, rất chi là nhiều na luôn. Giờ gia đình nhà mình cũng sắp đến rồi. Bây giờ còn 3 phút nữa. Đây, sắp đến đoạn rẽ rồi. Có một đoạn rẽ ở đây, chúng ta sẽ rẽ vào. Như nào rồi? Ôi, lại vướng cái xe này nên là không đi vào được. Khó khăn nhỉ. Để thử xem nào. Ôi, đi nhầm đường mọi người ạ. Gặp cái chị ý thì chị bảo là phải quay lại vậy, tại vì đường đấy làm chưa xong. Đi đường đấy thì nó gần hơn nhưng mà nó lại chưa làm xong nên là mình lại phải đi đường khác. À, bây giờ nhà mình lại quay lại cái đường mà đi vào về phía Đồng Lâm ấy, để đi sâu vào trong xong rồi mới tìm đường ra cái chỗ Mỏ Mạ này được. Đường đây nó hơi xấu bà con ạ, nên là được cái cảnh hai bên thì khá là đẹp. Wow, à, vừa cười đã quay hết, đẹp quá. Muốn về thì vào núi, xong rồi đây là cánh đồng ruộng. Máy cày. Cày. Đúng đường rồi mọi người ơi. Thấy cái biển à. Ở đây các mọi người đây, đúng ở đây. À, trẻ con người ta đồng vui này. Đấy, vui không? Tuổi thơ đấy, thấy không? Rồi, đến đây thì chúng ta sẽ đi thẳng vào là tới. Nói chung là cảnh hai bên thì khá là đẹp. Lúa thì đang chín. Wow. Wow, diều kìa, ui, thích nhờ. Giờ tao quay cái đấy đi. Mùa trâu này, mùa trâu này hay nhỉ. Các người bạn 16 chỗ nào? Chắc là chưa tới ạ. Đâu, đi thẳng đây nào. Ui. Mưa đó. Đất này mà mưa là mai khỏi về đấy. Thằng ơi. Mưa trên này. Wow. Hello. Cuối cùng đến nơi mọi người ơi. Nhà mình thì đang ở trong Mỏ Mạ. Hữu Lũng, Lạng Sơn mọi người ạ. Ở đây cũng rất là đẹp. Đây, mọi người có thể thấy siêu đẹp. Sao đi chơi thích không? Đây để mình quay cho các bạn toàn cảnh khu này nhé. Đấy, đường vào thì cũng hơi khó khăn xíu. Nhưng bù lại thì cảnh đẹp quá. Ở đây có một con suối luôn. Đây, suối nước đây xanh thật đấy. Nó màu kiểu chắc là nó chảy từ trong mỏ quặng ra ấy. Nó xanh như kiểu suối Cao Bằng ấy. Xanh không? Đấy. Đây cái khu mình đỗ xe đây. Hay. Hôm nay thì nhà mình sẽ sống bầy đàn xíu. Hôm nay sẽ có 2 xe, 3 xe, 1 xe thì đang trên đường đến. Hay. Bây giờ thì đây nhà mình đang đạp xe này mọi người. Nhớ không con? Đi, bơi đi. Đấy, mọi người xuống bơi hết rồi kìa. Đang có một đoàn họ đến họ bơi nên là hơi ồn. Trước đấy yên tĩnh lắm. Rồi. Đẹp. Mạnh lên. Mạnh lên, mạnh lên. Ở đây có rất nhiều bạn chó. Như thế mình mang cun đi. Đây nó kiểu như là một cái thung lũng mọi người. Đây nó kiểu như là một cái thung lũng, bao quanh là núi hết. Hay không? Bơi thôi, bơi thôi, bơi thôi. Đi. Nào xuống nào, đây thì mình đi. Bố nghĩ là bỏ dép ra đi. Ủa, nước u. Em không thích như vậy đâu chị ơi. Chị Kem. Đi không? Đấy, con nằm như thế con trò chơi ấy. Đấy đi không? Bơi lên đi, bơi lên không đá nào. Cứu không mọi người. Mày á, mày vừa nãy mày bật bố đúng không? Mày vừa nãy mày bật bố đúng không? Hả? Mày bật bố không? Hả? Hả? Mày bật bố không? Mày bật bố không? Hả? Các bạn tôi có đam mê với ốc mọi người ạ. Bắt từ sáng giờ được nhiều cá không? Vẫn còn bãi cá trên đấy à? Đang bơi tiếp kìa, đang bơi. Ơi ơi. Ốc với cá tức là, nhưng mà thế này chín phải sao lẩu à? Đâu? Sao bù đống ấy? Cậu giải chính nhá. Giải. Con này là B3200 Plus đúng không? Đúng rồi. Khác mỗi cái mặt. Thế con này là mặt vuông, cái kia mặt tròn à? À, tròn. Thì của tới cái hai phần da này nó hơi bé. Ừ. Nên là nằm ở giữa thì lại còn 2 triệu thôi mà. Hả? Lệch 2. Thì nhà mình vừa tắm xong mọi người ạ. Ôi, tắm cái suối này đã thật. Nó kiểu nó nông. Với cả nó cũng không lạnh lắm ấy. Tắm thích thật. Chắc sáng mai dậy làm tơn nữa. Chỗ kia trong không? Trong thật. Cái khu này là bình thường nước nó sẽ lên đến tận đây, mà nước nó mới rút đi. Đó, nước nó mới rút lên thành ra là nó sẽ hiện ra cả nguyên một cái bãi cỏ ở đây. Đẹp. Nói chung là lợi thế của việc đi camping mà kiểu có partner ấy, mình ngủ mình cũng ngon hơn, yên tâm hơn mọi người. Ngay nhà mình sẽ đang chuẩn bị nấu ăn. Ăn chung chứ? Bạn góp hết vào ăn chung chứ? Tại vì bạn ý để thành 3 set. Thì nó cứ để bàn cạnh nhau nhưng mà một nồi thì nó chỉ đổ được 1 set thôi. Chứ làm gì có nồi nào mà để. Chờ tớ gì nhờ? Chờ tớ tắm xong hỗ trợ đâu. Ý là 3 người 3 set thì mình đây thì mình cho vào nồi của anh. Chuyến đi hôm nay sẽ có 3 xe. Vào đây thì lát nữa mình sẽ chuẩn bị đồ ăn, ăn uống. Hôm nay thì sẽ ăn món lẩu mọi người ạ. Bây giờ đi ra đón. Đấy, nói chung là phải vào sâu sâu một tí thì mới có suối. Ừ, suối xong xanh không? Đấy, đồng chí đây, nước mặt đất nó vẫn còn loang lổ. Nước là nó sẽ lên đến tận đây đấy. Nó sẽ lên đến tận đây. Kín là sẽ không vào đây cam được. Nói chung là cái địa điểm này thì một năm thì cam được khoảng độ tầm mấy tháng thôi. Sau đó thì nó sẽ bị ấy hết, nó sẽ bị nước nó lên ấy, là không cam được nữa. Ê, cuối cùng thì cũng đã đủ bộ ba pháp thuật. Hey, yeah. Ôi giời, sao đến muộn thế? Thế á? Đây, hàng xóm chuẩn bị hơi bị kỹ luôn mọi người. Đèn điếc rồi. So. Đây là bộ đồ đi camping này. Trà luôn. Có cà phê không? Có máy cà phê đấy mà. Ghê vậy. Đây đầy đủ hết. Chẳng vui nhà mình có mỗi cái bàn. Không, ngồi bàn ghế này dễ chơi hơn. 7 lá thôi nhá. Đây để cô cho ngồi sang bên này. Mẹ ơi! Thằng cái chơi kiểu gì? Hết chưa? Hết chưa? Hết rồi. Đẹp cái này, thằng con này. Con gấu quỷ rồi, gấu hồng. Đấy là anh mà. Đâu cháu chưa quen rồi. Cháu dạo này, cháu vào lớp 1 thì cũng bướng lắm. Toàn cảnh bữa tối hôm nay. 4 cộng 4 bằng 8. Ai bảo 4 cộng 4 bằng 18? Bằng 18. Kem. Làm Anh. Làm Anh bảo 4 cộng 4 bằng 18. Đúng rồi đấy. Ủa. Bia gì lạ đấy? Sài Gòn à? Sài Gòn mới, đúng không? Nó mới ra. Anh ơi đây là sa tế anh ạ. Cái nhỏ nhỏ là sa tế. Nếu ăn cay thì cho vào, còn cái to là nước chấm. Thiệt là mỗi nhà một mâm luôn. Đừng mạo hiểm. Lật một phát là to luôn. Đấy sẽ ít nhất rồi đấy. Nó quá. Hết nhà bạn này có thêm 2 đứa, nhà mình có 2 người. Thêm 2 đứa nữa xong có hết không? Hôm qua không báo là nhà anh có phải. Tìm cho tôi một đồ vật có màu đen. Đây. Đây cái này, mẹ ơi cái này, mẹ ơi cái này, cái camera ra. Rồi, còn một bạn nữa, còn một bạn nữa. Đúng rồi. Ok. Mẹ ơi bắt đầu đi. Nhưng mà không đuổi nhau nhá, không đẩy nhau là tự động màu trắng. Bạn nào tìm được rồi giơ tay. Tóc bạc đâu? Đâu mà tìm đấy. Đến ai tiếp. Tìm được. Tên của con ở trong cái mũ. Con vừa nói là gì? Dèm màu trắng à? Bây giờ con dèm của con màu ghi. Con đúng rồi. Ủa. Tối ngủ lạnh lạnh nhờ. Tôi còn nhiều một lúc xong tắt mà. Lạnh. Để sắp xuống con, để sắp xuống. Đấy. Bình thường mà cứ để cái bật máy bơm suốt thì nó sẽ cọc đấy, bật suốt đấy. Nhưng nhà Sơn là chỉ khi nào dùng mới bật máy bơm chứ. Ừ, máy bơm nhà mình bởi vì là cái hệ máy bơm của mình là... nó rẻ. Máy bơm nhà mình nó rẻ. Đây cũng để suốt là nó nước là nó tự ngắt. À, xin chào các bạn. Bây giờ đang là 7 giờ sáng. Buổi tối qua ngủ lạnh phải đắp chăn. Chung là đi tầm này ở Hà Nội nó chuyển sang mùa thu rồi. Mùa hè, mùa ban ngày thì cũng hơi nóng tí. Nhưng mà buổi tối là lúc nào cũng lạnh mọi người ạ. Buổi sáng đấy thích quá. Thế không chào? Đây là chỗ nhà mình cắm trại. Ui. Đẹp nha. Nắng chiếu ấy mọi người. Siêu phẩm. Bây giờ dậy đánh răng rửa mặt cũng sáng. Ông chắc là bơi tí cho mọi người à. Di chuyển về. Có một đứa trời sáng rồi nhưng chưa dậy. Nà. Bây giờ mà mẹ con nó mới dậy mọi người ạ. Đẹp quá. Không biết các bạn có nghe thấy tiếng chim kêu không? Suối ngay đây. Kia có một bạn chó đang nằm ngủ. Này. Yên bình vãi. Oh hello. Oh what's up bla 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 bla. Dậy đây. Này, bạc nữa cho mình dậy hết đấy. Dậy đi. Con làm gì đấy? Ăn ngon không? Đi chơi nét bao giờ? Đây. Bây giờ là chúng tôi sẽ chuẩn bị ăn sáng. Partner ăn xong hết rồi, bây giờ mình ăn. Ừ. Lại mì à? Mì với nước hôm qua đúng không? Thế tưởng có cái gì khác. Thôi ăn mì với nước hôm qua đi. Thằng nào cho ấy nhờ con nhỉ? Ừ đấy. Bánh mì cho các bạn. Hôm nay chúng tôi sẽ ăn sáng bằng cái nước lẩu hôm qua. Vẫn còn gạch cua rồi. Hôm qua nước lẩu mua 300.000 mà vẫn còn thừa. Thanh niên thích đi giày đá bóng nhưng mà lại không có bóng để đá. Nào, làm anh xuống à? Sợ. Đi bơi mọi người ơi. Đấy, con phải xuống nước này này. Con phải xuống nước này này. Đây con. Em rửa được các đấy này. Đấy, đây, con một chân bên kia chứ, nhầm à? Bên chỗ ta bên kia. Xuống đây, con xuống đây. Đấy, ông này bảo là không thích xuống, bây giờ lại xuống à? Có hội xuống là kém miếng khó chịu. Bây giờ chúng ta sẽ bước xuống cái này đầu tiên. Bước xuống cái này. Đấy. Bước xuống cái hòn đá, đúng rồi. Chúng ta sẽ bước xuống cái này nữa. Nào, đưa cầm tay nào. Rồi, bước xuống cái kia. Đấy, ông bước xuống. Rồi, ok. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cảm ơn chị đi con. Dép đấy cũng cũ rồi, về mẹ mua dép mới cho. Dép đấy cũ rồi, chặt rồi còn gì. Con làm sao, con làm sao, con làm sao? Tức là bây giờ không có dép thì con không chơi được cái gì, đúng không? Không sao, về mẹ mua cho em đôi y hệt nhá. Được rồi ạ. Ơ, bố nhắc được rồi này, cây này. Đấy, ra cảm ơn bố đi. Này, lần sau mình cẩn thận hơn nhá. Nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi. Wow. Sao lại thay đồ rồi? Ướt hết người rồi, em không thích mặc đồ ướt. Thôi, nắng lên rồi. Bây giờ là 9:30. À, mặt trời là bắt đầu ló ra rồi. Bắt đầu nắng rồi. Ôi, ơi, con gì đấy? Cẩn thận con ong đấy. Con ong đấy. Các bạn chơi vui không? Em mượn. Nào. Nói chung là ở đây thì sẽ chơi được đến tầm buổi sáng thì chơi đến tầm 9:30. Xong rồi đến khoảng tầm 3 giờ thì sẽ tắt nắng. Wow. 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 Sẵn sàng chưa? 1 2 3. Lại một lần nữa nhá, lại lần nữa nhá, nào. Ơi, tình hình nắng lên rồi mọi người ạ. Đấy, nắng lên rất là nhanh. Bây giờ đang là 10:20. À, thế nên là bây giờ nhà mình sẽ chuẩn bị di chuyển, đi về đi. Đi về đi. Thế sao hôm qua đứa nào khóc xong rồi đòi ở nhà? Hả? Mai con sang nhà Bảo Nguyên nhá. Thế nếu con nghiệm game như thế thì mẹ sẽ xóa hết game nhá. Mẹ sẽ xóa game. Nhưng mình không thể nào ở nhà chơi game được. Chị hỏi đứa nào không ở nhà? Hả? Hả? Đi về nhá. Ai đi về giơ tay. Đi về không? Đi về không con? Đi về không? Cái đi về không? Thế mà hôm qua khóc đòi ở nhà, con không đi đâu. Ôi, đến giờ phải đi về rồi mọi người ơi. Cây ơi, lên đây nào. Nắng rồi ạ. Trong này ở đây thì sẽ chơi được đến khoảng tầm 10 giờ là bắt đầu nắng. 10 giờ nắng thì mình sẽ phải đi di chuyển. Đấy, bây giờ thì nhà mình sẽ xuất phát lên đường đi về. Xong rồi chắc hôm nào phải quay lại ở chỗ này, hay quá mọi người ạ. Mình đang ở cao tốc Lạng Sơn, đang trên đường về cả nhà. Đấy thì tụi trẻ con thì các bạn có thể thấy là lúc đi thì hào hứng, lúc đi thì khóc lóc không muốn đi, đòi ở nhà. Đến khi đi rồi thì lại chỉ muốn ở lại, không muốn về. Thế nên là bài học rút ra ở đây là tụi trẻ con có khóc lóc thì các bạn cứ bế nó đi nhá, kiểu gì nó sẽ thích thôi. Nhà cái nhà. Cái nhà. Rồi, tổng chuyến đi thiệt hại của nhà mình là thì từ Hà Nội đến Lạng Sơn thì phí cầu đường sẽ là 100 trong một chiều. Hai chiều là 200. Còn cái chỗ vào bãi cam kia thì hôm qua thu là 200.000. 200.000 cho một xe. Còn tiền lẩu hôm qua là 300.000. Tổng vị chi nó sẽ là rơi khoảng 600.000. À, tiền dầu nữa, tiền dầu đâu có khoảng độ tầm 200.000 nữa. Là hết khoảng độ tầm gần 1 triệu mọi người ạ. Gần 1 triệu cho một chuyến đi cắm trại cuối tuần. Các con thì sẽ được tắm suối, rồi chơi đùa với nhau thoải mái. Nói chung là cũng hợp lý. Thôi bây giờ cả nhà mình đi về đây. Cảm ơn các bạn đã xem cái vlog tới tận giờ phút này. Hẹn gặp lại các bạn trong những chuyến đi lần sau. Bye bye.